Chào các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Mình đang có mặt tại giáo xứ Đức Mẹ Bảy Dâu tại thành phố Vũng Tàu. Hôm nay giáo xứ Bảy Dâu trang trí cho lễ Giáng sinh thật là lộng lẫy và đẹp. Trước cổng có một cây Noel trang trí với những cái đèn LED thật là rực sáng, và những cái thùng quà cùng với những cái bông làm như cảm giác là những cái tuyết phủ trên những cái bãi cỏ. Tối nay toàn bộ khuôn viên phía trước của giáo xứ Bảy Dâu rực sáng với những đèn LED lấp lánh đẹp lộng lẫy, thu hút hàng chục ngàn du khách địa phương, du khách ở Sài Gòn cũng như các tỉnh thành lân cận và khắp nơi trên thế giới đổ về đây để cùng chuẩn bị để mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Từ cổng chính đi vào khuôn viên nhà thờ, hai bên đường trang trí những ngôi sao với những đèn LED lấp lánh và rực sáng, chào đón các du khách đến với giáo xứ Bảy Dâu, Vũng Tàu. Ở giữa khuôn viên nhà thờ là một hang đá khổng lồ đẹp lộng lẫy vào ban đêm với ánh đèn màu. Đặc biệt nhất là một cái hang Bethlehem được dựng lại với gia đình thánh gia cùng Chúa Giêsu hài đồng được sanh ra trên máng cỏ. Năm nay, giáo xứ Đức Mẹ Bảy Dâu ở thành phố Vũng Tàu đã bỏ ra nhiều công sức để trang trí cho khuôn viên nhà thờ cũng như bên trong nhà thờ đẹp lộng lẫy để chào đón đại lễ mừng Chúa Giáng sinh ra đời.